Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh EchecVN. Trong clip ngày hôm nay, EchecVN xin được gửi đến các bạn thông tin chi tiết cũng như là báo giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội cũng như là các tỉnh của dòng Ford Ranger phiên bản XLS. Đây là phiên bản trung trong số tổng cộng 6 phiên bản của dòng Ford Ranger 2023 tại thị trường Việt Nam và ra mắt vào ngày 10 tháng 10 vừa qua. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với thông tin về giá bán của dòng Ford Ranger XLS phiên bản 4x2 MT, tức nghĩa là phiên bản một cầu số sàn. Có giá niêm yết hiện tại là 665 triệu đồng và để sở hữu dòng xe này lăn bánh lấy biển số Hà Nội, các bạn sẽ có chi phí là 727 triệu đồng. Giá lăn bánh tại các tỉnh sẽ là 720 triệu đồng. Còn nếu chúng ta thực hiện theo phương án trả góp có hỗ trợ lãi suất của ngân hàng thì các bạn sẽ có cái chi phí tối thiểu để sở hữu dòng xe này phiên bản XLS 4x2 MT là 195 triệu đồng tại Hà Nội, và tại các tỉnh phương án trả góp của chúng ta sẽ là 188 triệu đồng. Hãng sẽ tặng kèm theo nắp thùng và lót thùng chính hãng của hãng Ford. Các bạn có thể gọi ngay cái số hotline bên dưới để nhận được cái thông tin tư vấn cũng như là báo giá chính xác nhất về dòng xe này. Hiện tại thì đối với dòng Ford Ranger 2023 phiên bản XLS, chúng ta sẽ có đến 3 tùy chọn. Đầu tiên là phiên bản số sàn vừa cập nhật, và cái tiếp theo là 4x2 AT hay còn gọi là phiên bản một cầu số tự động. Ở đây giá bán niêm yết sẽ là 688 triệu đồng và để sở hữu dòng xe này tại thị trường Hà Nội, các bạn muốn lăn bánh thì sẽ là 752 triệu đồng. Tại thị trường các tỉnh, chúng ta sẽ bỏ ra chi phí là 745 triệu đồng. Như vậy thì mức giá trả góp tại thị trường Hà Nội sẽ là 202 triệu đồng và tương ứng tại thị trường các tỉnh sẽ là 194 triệu đồng. Sẽ có những cái khuyến mãi ưu đãi kèm theo, chúng ta có thể gọi ngay cái số hotline bên dưới đây để cập nhật được cái bản báo giá lăn bánh chi tiết cũng như là những cái chính sách khuyến mãi quà tặng kèm theo của dòng Ford Ranger 2023 XLS này. Trong khi đó thì phiên bản cao cấp nhất của dòng Ford Ranger XLS 4x4 AT, tức nghĩa là phiên bản số tự động và chúng ta có hai cầu, sẽ có mức giá niêm yết là 756 triệu đồng và để sở hữu dòng xe này lăn bánh tại thị trường Hà Nội, các bạn sẽ có chi phí là 825 triệu đồng, tại thị trường các tỉnh sẽ là 817 triệu đồng và để thực hiện theo phương án sở hữu dòng xe này mà theo phương án trả góp thì chúng ta sẽ có chi phí tối thiểu là 220 triệu đồng tại Hà Nội và tại các tỉnh sẽ là 212 triệu đồng. Đi kèm theo đó là những cái chính sách về khuyến mãi, về bảo hiểm, về lót thùng và những cái chính sách bảo hành chính hãng của Ford. Các bạn có thể liên hệ ngay cái số hotline bên dưới này để chúng ta nhận được thông tin báo giá cập nhật chính xác cũng như là mới nhất trong thời điểm tháng 10 2022. Như vậy, cái dòng Ford Ranger XLS có đến tận 3 phiên bản, bao gồm 2 phiên bản số sàn và có cái số tự động đi kèm đó. Chúng ta có tên gọi là Ford Ranger XLS 4x2 MT, đó là một cầu, còn cái phiên bản 4x4 sẽ là hai cầu. Đây là phiên bản mới nhất cập nhật của dòng Ford Ranger XLS 2023. Cái thay đổi lớn nhất trên cái dòng Ford Ranger 2023 so với những phiên bản trước đây không chỉ về cái diện mạo ngoại thất, khi chúng ta có cái phần đầu trước cũng như là cái thiết kế gần tiệm cận với lại cái dòng Ford Everest, một phiên bản SUV 7 chỗ cũng đang là mưa làm gió trên thị trường trong suốt thời gian qua. Thì đối với cái dòng Ford Ranger 2023 này, chúng ta còn có nâng cấp về cả động cơ và từng cái chi tiết. Ở đây các bạn có thể thấy là rất chăm chút cho khách hàng, đặc biệt là những người yêu thích cái dòng bán tải nổi tiếng của hãng Ford. Không những cập nhật về nội ngoại thất mà hãng còn cập nhật luôn cả về cái động cơ của chúng ta ở đây. Và hiện tại để sở hữu dòng xe này tại thị trường Hà Nội, các bạn sẽ có cái mức giá tối thiểu là 195 triệu đồng để có thể lăn bánh này theo phương án trả góp, và nếu chúng ta lăn bánh mà trả thẳng thì các bạn sẽ cần cái chi phí là 727 triệu đồng. Đối với tại cái thị trường tỉnh theo phương án trả góp chúng ta sẽ dùng 188 triệu đồng, và đối với cái phương án trả thẳng thì chúng ta sẽ có chi phí là 720 triệu đồng. Hãng sẽ tặng kèm theo đó là nắp thùng và cái lót thùng chính hãng của dòng Ford. Như vậy đối với dòng Ford Ranger phiên bản XLS thì các bạn nên nhớ là dòng Ford Ranger này có kích thước to lớn bậc nhất trong phân khúc, và cái thùng của chúng ta sẽ có cái tiêu chuẩn là chứa được cái pallet chuẩn châu Âu một cách vuông vắn và trọn vẹn. Nó sẽ to lớn hơn cả những cái dòng như là Toyota Hilux hoặc là Mitsubishi Triton. Còn cái phương án thứ hai là nếu chúng ta muốn sở hữu dòng Ford Ranger mà không phải số sàn, phiên bản một cầu số tự động, sẽ có cái mức giá tối thiểu là 688 triệu đồng niêm yết. Như vậy mức giá lăn bánh tối thiểu của dòng này tại thị trường Hà Nội sẽ là 752 triệu đồng và mức giá lăn bánh tại thị trường các tỉnh sẽ là 745 triệu đồng. Nếu các bạn thực hiện theo phương án vay ngân hàng để trả góp thì chúng ta sẽ cần chi phí tối thiểu lăn bánh dòng xe này tại trường Hà Nội là 202 triệu đồng và tương ứng tại thị trường các tỉnh sẽ là 194 triệu đồng. Cái số hotline bên dưới các bạn gọi ngay, có thể add Zalo, thì đây chính là cái thông tin báo giá cập nhật chính xác chi tiết nhất cũng như là những chính sách khuyến mãi hiện tại của hãng, của đại lý Ford Thủ Đô, và chúng ta có thể liên hệ trực tiếp cái số hotline này để nhận được cái thông tin cập nhật và những chính sách hiện tại ở cái thời điểm mà các bạn đang quan tâm. Như vậy thì cái mức giá niêm
biết trong video clip này sẽ được áp dụng đến cuối ngày 31 tháng 10 2022. Chi tiết tới phần đến tháng 11 thì HSBN sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn thông tin báo giá lăn bánh của dòng Forerunner, tất cả các phiên bản đang có mặt trên thị trường phiên bản 2023. Các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là nhận được cái cập nhật mới nhất, thì chúng ta hãy nhớ comment, like, share cái video clip này. Như vậy chúng ta có thể sở hữu cái dòng Forerunner, cái phiên bản XL, phiên bản XLS số tự động hoặc là phiên bản XLS số sàn một cầu hoặc là hai cầu, chỉ với cái mức chi phí tối thiểu quanh dưới 1 tỷ đồng. Đó là điều chắc chắn, bởi dòng xe này là một trong những cái dòng xe nổi tiếng nhất của dòng Pro. Tất nhiên chiếc bán tải của Forerunner, còn phiên bản cao cấp nhất là phiên bản Wildtrak sẽ được gửi đến các bạn trong một video clip khác. Như vậy, để sở hữu dòng xe này, xin được nhắc lại, tại thị trường Việt Nam, dòng Forerunner phiên bản XLS 2023 sẽ có 3 tùy chọn là 4x2 MT, 4x2 AT và 4x4 AT. Để sở hữu dòng xe này tại thị trường Hà Nội, lăn bánh sẽ là 727 triệu đồng, 752 triệu đồng và 825 triệu đồng. Còn tại thị trường các tỉnh sẽ là 720 triệu, 745 triệu và 817 triệu đồng. Các bạn hãy gọi ngay số hotline bên dưới để nhận được những cập nhật mới nhất về thông tin của dòng Forerunner 2023 XLS này các bạn nhé. Như vậy, hãng Ford mang đến thị trường Việt Nam của dòng Forerunner 2023 phiên bản XLS đến tận 3 phiên bản khác nhau, đó là phiên bản số sàn một cầu, phiên bản số tự động hai cầu XLS 4x2 AT và phiên bản cao nhất là Forerunner XLS 2023 4x4 AT với cái mức giá niêm yết vô cùng hấp dẫn. Các bạn có thể sở hữu dòng xe cao cấp nhất của dòng Forerunner XLS 2023 phiên bản 4x4 AT, tức nghĩa là tự động hai cầu, với cái mức chi phí tối thiểu là 220 triệu đồng nếu chúng ta vay ngân hàng và trả góp. Tại thị trường các tỉnh, muốn lăn bánh dòng xe này, các bạn sẽ bỏ ra cái chi phí tối thiểu là 212 triệu đồng. Và cái mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội với trả thẳng sẽ là 825 triệu đồng. Và tại thị trường các tỉnh để chúng ta trả thẳng là sẽ là 817 triệu đồng. Như vậy, ngoài cái phương án là sở hữu cái dòng xe Forerunner cao cấp nhất, thì các bạn còn hai cái tùy chọn thấp hơn mà chi phí tối thiểu chúng ta có thể bỏ ra để sở hữu dòng xe này là 188 triệu đồng. Các bạn nghĩ sao về mức giá của dòng Forerunner XLS 2023? Hãy để lại bình luận bên dưới các bạn nhé. Và hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được những bản báo giá mới nhất của dòng Ford. Xin chào và xin hẹn gặp lại.